Hi, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay đá quý Thiên Nhi Nguyễn Quân xin giới thiệu với mọi người chiếc nhẫn của anh Lê Bình, khách hàng thân thiết với lại gia đình của Nguyễn Quân. Thì đây là một cái chiếc nhẫn mà Quân đăng tải rất là nhiều video và liên quan đến cái việc là chế tác một chiếc nhẫn đặc biệt dành cho anh. Đây là một chiếc nhẫn mà Quân có thể dám chắc rằng là có 102 ở thành phố Hồ Chí Minh mà Quân dành tặng để làm cho anh, một cái sản phẩm đầu tay của đá quý Thiên Nhi Nguyễn Quân cùng với các liên kết. Thì các đơn vị liên kết của Quân là bao gồm đá nguồn, thứ hai là thợ kim hoàn, thứ ba là thợ mài và nghệ nhân mài, rồi cuối cùng là chỗ Quân, nơi tiếp cận khách hàng. Thì như lời đã hứa đó, thì Quân sẽ cố gắng Quân tạo ra một cái viên đá chủ nó khác biệt với một chiếc nhẫn bạc nằm trong cái sự yêu thích và đòi hỏi của khách hàng. Thì trong cái đòi hỏi này á, mình dùng cái từ đòi hỏi cho nó xác thực ý nghĩa phổ thông đi, thì là yêu cầu của khách á, là khách muốn Quân làm vàng và vàng y nữa. Nhưng mà quan trọng nhất là liên kết của Quân thì chỉ có nhận bạc thôi, mà bên đá quý Thiên Nhiên Nguyễn Quân thì chỉ tập trung chính vô trong đá quý và bán quý thôi. Quân là bán đá mà, cho nên thôi cuối cùng là mình rút ra như vậy, mình sẽ làm cho anh một chiếc nhẫn bạc với cái trị giá và cái giá trị thực sự là tương đương với cái nhu cầu của khách hàng. Tất nhiên là về vật liệu thì mình sẽ không có làm vàng, nhưng mà mình sẽ lấy điểm ở cái thiết kế, mình lấy điểm ở cái ý tưởng, và mình lấy điểm ở viên đá chủ, và cuối cùng hết đó là lấy điểm ở cái nhiệt huyết và cái tâm hồn của mình ở trong cái nghệ thuật này. Đây là một cái viên đá chủ dày công. Thì với cái ý tưởng ban đầu á, là chỉ là theo ý của anh, là anh đưa hình của chiếc nhẫn trên mạng, rồi anh em tụi Quân sẽ đúc ra chiếc nhẫn này. Tất nhiên là đúc ra thì cũng không quá khó đối với lại bên liên kết của Quân, nhưng mà đối với đá quý Thiên Nhiên Quân thì sẽ chọn ra thêm một cái nữa để đạt mục tiêu cho mình, đó là tạo ra cái viên đá chủ như này. Đây là một cái viên đá chủ dành cho người tuổi Thìn, sinh năm 1976, và anh là mạng thổ, anh cần một viên đá bổ mệnh, nên là trong cái giá thành đó mà Quân cũng chưa có biết là anh muốn như thế nào, mà để tương xứng với nhẫn bạc đó thì Quân chọn Sijin. Thì sau tất cả các đợt hàng nhập phôi Sijin đó, thì cuối cùng hết đó là có được một cái viên Sijin này, và viên Sijin này Quân để dành cho ngày hôm nay, đó là tạo ra được cái viên đá này. Còn các cái viên Sijin ở cái màu không được xuất sắc như viên này á, thì cũng rất là đẹp, nhưng mà nó nằm trong cái chế tác, quá trình chế tác thì đúng hơn đó. Để mà tạo được một cái phôi đá, một cái viên đá chủ đẹp như vậy á, là Quân mất hết 3 phôi đá và cả một cái quá trình mà anh em cứ họp với nhau liên tục để mà rút được cái cách tạo ra viên đá này. Thì lúc đầu á, là mình mặt vuông đá giác xoàn là ý tưởng táo bạo, rồi thợ của mình mài ra đá giác xoàn mặt vuông và phải xử lý hai cái phần đai dày của nó, do cái hình nón mà nó giao với lại hình chữ nhật, khối chữ nhật thì hình hộp thì nó sẽ để lại cái vành khăn ở hai bên đai, bên sườn bên đây nè, lớn lắm đó. Rồi là một cái chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, lửa rất mạnh, lửa rất lớn, nhưng mà nó làm cho cái mặt đáy của nhẫn nó mất đi cái độ trong. Rồi trong cái ánh sáng mặt trời lớn thì cái tia lửa nó sẽ bị nhuyễn quá, nên nó bị chá, nó không đẹp. Và cái quyết định thứ hai là đưa ra
là thợ mài Quân chơi cũng thân lắm ở bên BNG, mài lại cho Quân cái mặt ở trên là mặt đuôi cá và thay đổi nó một chút thì cái ánh sáng của nó bắt đầu dày hơn. Rồi cuối cùng hết là Quân quyết định phải làm sao cho nó trong thì Quân giảm cái giá cắt đi, giá cắt soạn Quân giảm đi. Cuối cùng hết là anh Võ Nhật Minh là sư phụ của Quân, anh nhận và anh giúp Quân hoàn thành cái viên này, một viên đá xi chin màu mật ong trong suốt ở mọi góc nhìn, nhưng mà khi mà bước ra nắng thì tất cả các giá cắt nó nổi lên rất là đẹp, rất đẹp các bạn. Còn nếu mà nói về bên liên kết bên Kim Hoàng á, thì Quân đúc cái này tới 2 lần, nhập 2 phôi, một phôi là có kiểu vát như vậy và một phôi là có con rồng này. Sau đó Quân ghép 2 phôi lại, Quân khoét, Quân ghép 2 phôi lại rồi Quân đổ sáp lại, rồi bắt đầu Quân ngồi Quân gia công từng cái. Thì anh khéo tay lắm, anh cứ thấy ý tưởng của mình vậy anh thực hiện theo và cuối cùng ra được một cái chiếc phôi nhẫn này. Rồi tụi Quân bắt đầu đúc hàng loạt cái này. Thì đối với cái phôi nhẫn này thì đá quý Huyền Nguyên Nguyễn Quân sẵn sàng chia sẻ với mọi người về cái này. Cái này không có gì mà phải giấu hết. Còn về cái viên đá chủ này á, thì đây là cái tác phẩm cũng của thầy và cũng của Quân, cho nên là anh em cũng giữ lại một chút về cái độ nghiêng, về cái công thức để tạo ra cái giác cắt đặc biệt này. Đó, đây là một trong những cái tôn chỉ mà đá quý thiên nhiên muốn giữ lại để gìn giữ cho cái người thầy, người nghệ nhân tạo viên đá này, cái phong cách của thầy và của các anh em thợ cùng ý tưởng với Quân. Tất nhiên là Quân sẽ làm cho theo yêu cầu của quý vị. Nếu quý vị thích một cái chiếc nhẫn như vậy, Quân sẽ tạo một cái viên đá khác và sẽ đẹp không thua gì viên đá này. Chúng ta cùng xem qua một lần nữa về chiếc nhẫn của anh Bình nha. Tí xíu cái Quân sẽ cho xưởng đóng cái ngày tháng năm sinh của chiếc nhẫn này vào trong cái đáy nhẫn cộng với cái tên của anh Bình và logo của đá quý thiên nhiên Nguyễn Quân. Rồi Quân xin kết thúc video và chúc tất cả mọi người xem video một ngày thật là vui vẻ, tràn đầy năng lượng và gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người nha. Thank you.